Rồi nói đi. Nelson. Nói tiếng Việt. Nelson. Nói tiếng Việt. Nelson. Nelson đâu phải tiếng Việt đâu. Nói tiếng Việt đi. Con mới vừa gì? Nelson. Nè, con mới cô chú ơi. Con mới vừa sơn móng tay con nè. Sơn tay con nè. Đâu? Sơn tay đâu? Đẹp quá, màu gì á? Màu chút. Xào xào quá đi. Rồi, tắt máy, ok. Tắt máy phải không? Ok, tắt máy. Đây nè, cô chú cầm móng tay nè. Nào xưa. Mẹ không mấy phun. Sao? Nói cô chú nghe coi mẹ uống gì. Mẹ uống gì? Con chút nữa con bơi với cái chú đó đó. Đó chú đang đứng quạt quạt á. Nhìn thẳng ai? Chút nữa con sẽ bơi với chú đó đó nha. Chuẩn bị chút kêu tên con về. Say hi. 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 Đúng rồi. Mama show you. Thôi đừng có xô xô. Mommy, that's my phone. No. Điện thoại của mẹ. What's my phone? Nói tiếng Việt. Mình chơi. Đây cô chú ơi. Chay mới vừa đi bơi xong. Chay. Ôi đất ơi. Bơi xong mà tróc móng tay hết rồi. Chơi đi. Ủa? Mommy. Ủa nước sơn nó mất tiêu trơn rồi. Trời đất ơi, bơi xong tróc hết bộ móng tay rồi. Trời ơi, nó nước sơn. Nước sơn có tiệm gì dởm dữ tại. Ủa nãy giờ con cắn ra hả? Hay là bơi xong rồi nước sơn tự tróc? Biết sao hôm nãy lúc mà mẹ sơn cho con cái tay con ăn bánh xong mới có còn dầu không, nó đâu có dính cho nổi. Trời đất ơi, sơn móng tay gì mà tắm xong cái lột đó. Mẹ phải gọi điện thoại mẹ kiện cáo cái công ty nước sơn đó mới được. Làm gì mà người ta tắm xong có trôi nước sơn. Kỳ thiệt chứ. Hả? Muốn cô anh này hả? Vì sao nãy cô anh này hỏi mẹ uống cái gì con không trả lời? Con kỳ ghê á. Con muốn cô anh này phải không? Yeah. Muốn cô anh này thì bây giờ cô anh này hỏi là mẹ uống cái gì cho nói làm sao? Mẹ qua nãy tiếng Anh nói làm sao? Tiếng Anh tiếng Anh của Nhị Hoa Ngày Tây là gì? Hả? Thôi mệt quá. Mẹ với Chay đang ngồi chờ đổ xăng cô chú ơi. Trời ơi, con thấy bà đó đang rửa xe bà không Chay? Bà đang rửa xe bà đó. Bà già đang rửa xe đó. Bà già đó mẹ nhìn là mẹ nghĩ là bà già cỡ khoảng 70 mấy 80 tuổi rồi. Mà giờ bà già đứng rửa xe thì thấy thương không? Ở Mỹ là vậy đó Chay. Ai cũng phải tự động làm hết á. Nhưng mà mới mốt sau này mẹ già con phải làm cho mẹ nghe chưa? Look. Con muốn mẹ già con phải làm cho mẹ nghe không? Đúng rồi. Con phải giúp mẹ đi làm mấy cái đó, con thấy xe mẹ dơ con phải chạy đi rửa cho mẹ nghe chưa? Đợi. Đó con thấy bây giờ con còn nhỏ cái gì mẹ cũng giúp con hết đó. Mẹ giúp con mang giày nè, mẹ giúp con mặc đồ nè, nên là sau này mẹ già là con phải giúp cho mẹ mang giày, mang dép, mặc đồ vô nghe chưa? Không có một chút mà bực mình bực dọc là phải chăm sóc cho mẹ nghe chưa? Mẹ chăm sóc cho con với tất cả tình yêu thương mà. Nên là khi con chăm sóc lại cho mẹ con phải cũng phải chăm sóc cho mẹ với tất cả tình yêu thương và sự hiếu thảo, hiểu chưa? Đúng. Rồi, chút nữa sơn cho. Rồi mốt mốt mà mẹ già, mẹ cần sơn móng tay là con cũng phải sơn cho mẹ nghe chưa? Mốt mốt á, cái mẹ nói chay. Mẹ già là mẹ tự sơn móng tay không được, con sơn cho mẹ đi là con phải dạ mẹ, rồi con phải sơn cho mẹ đàng hoàng nghe chưa? Chứ là bây giờ con còn nhỏ nè, mẹ giúp con mẹ sơn móng tay cho con đẹp đẽ. Thì bây giờ hả, mong mốt mẹ già thì con phải giúp lại cho mẹ chứ. Đúng không? Mẹ nói là không có gì mà mẹ nói sai hết á. Mình phải hiếu thảo, mình là con cái mình phải hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ mình sau này là cha mẹ già nè, hay là cha mẹ bị bệnh nè, bị lẫn nè, rồi bị đủ thứ hết á. À, là mình phải giúp đỡ lại cha mẹ. Phải thương yêu lại, mình phải mặc đồ cho mẹ, mình phải tắm cho mẹ, mình phải cõng mẹ đi. Phải mẹ nhờ cái gì là cũng phải làm.
hỏi, mẹ hỏi cái gì cũng phải trả lời, mẹ hỏi 10 lần cũng phải trả lời luôn. Đi Target. Vậy? Đi Target. Đi Target hả? Dạ. Tại vì sao? Tại vì á hả, khi mà mình còn nhỏ đó là hả, mẹ chăm sóc cho mình nè, mẹ mặc đồ cho mình nè, mẹ cõng mình đi bà còng đi chợ trời mưa nè. Thì sau này khi mà mẹ già rồi là Chay phải cõng mẹ đi chợ trời mưa, hiểu không? Phải như vậy đó thì mình thì mới đúng là một đứa con hiếu thảo, phải không? Chứ mẹ già rồi mà mới đưa mẹ vô viện dưỡng lão là thôi xong luôn rồi. Mốt á là mẹ già mẹ chạy xe không được là Chay phải qua Chay chở mẹ đi chợ nè, đó. Chay phải giúp đỡ mẹ nè. Muốn đi chợ. Không gì muốn đi chợ hả? Dạ. Anh đi chợ. Muốn chợ nào? Em chợ sẽ cô anh đi. Ai chứ chợ của cô anh này hả? Dạ. Trời ơi sao nãy vô trong tiệm không chịu nói chuyện với cô anh này. Chuyện của anh này. Sao nãy con đi vô trong tiệm không chịu nói chuyện với cô anh này, giờ con nói con muốn đi chợ với cô anh này. Chỉ là nỗi nhớ. Không phải. Hồi chưa hát sao? Nên gì là ta 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 ta. Thôi vậy chơi hát thật bậy, chơi hát cũng không phải luôn. Nên đi pop. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một cuộc đi. Tình đã yeah. Học hạt nhớ giờ đó cho tao đọc kèm ra đó. Ok. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Đúng không? Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Đúng chưa? Rồi. Chỉ là nỗi đau nó thổn thức vô cùng. Đúng không? Đúng không? All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little bit I'm hoping it might kick start. Me and my broken heart. A little bit I'm hoping tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little bit I'm hoping it might kick start. Me and my broken heart. Thôi bây giờ mình không hát bài đó, mình hát bài I can't wait to let you hear. I never really had you coming. I can't mean my side of you. Rồi ngồi đây đi mẹ, ra mày lấy thư nghe chưa. Rồi ngồi giữ sân khấu cho mẹ đi, nói chuyện với cô chú đi. Thư nè. Thư rồi, học thuật thư đó. Rồi ngồi đó đi con coi, con giữ xe giùm cho mẹ nha chứ. Vô liền đấy chứ. Mami. Đây, mẹ đây. Đó, mở cửa là thấy mẹ nè. Rồi, xong. I want you to stay away from my heart. Trời Chay lất kỳ kìa Chay. Trời ơi lất kỳ đi đâu tới nè mày đây luôn kìa. Thấy không? Không. Kìa. Trời ơi sao con lất kỳ đi chơi đâu mà nó đi chơi tới ngoài đây dữ trời. Mà đi vòng quanh thế giới Ajinomoto nhiều thì nhiều khi mà tôi nuôi mèo mà tôi không biết nhà tôi có mèo luôn. Không bao giờ thấy nó nhà. Ai tới nhà không hề biết nhà nuôi mèo á. Thấy cái bán mặt đó đâu thấy.
Con có thương lắc kỳ không chay? Chay ơi, chay. Dạ. Mẹ là của ai? Mẹ của chị. Mẹ là của lắc kỳ hả? Ủa, vậy là mẹ của lắc kỳ chứ mẹ đâu phải của chay đâu phải không? Mẹ là của ai? Của lắc kỳ. À, mẹ của lắc kỳ, ok. Ok, ok, ok. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái đồ. Tình trời ơi, chay cái cây táo đó bây giờ nó quá trời táo luôn mà nó cao quá sao hái được chay hè. Trời đất ơi, coi kìa, quá trời táo luôn kìa. Ui cha ơi, nhìn mà phát ham luôn á, bây giờ nó đỏ đỏ rồi kìa. Mà sao táo năm nay sao nó không bự gì hết á, táo nhỏ xíu à, bị héo mòn quá. I never really have become me, I can't be in the sun. Mommy, nó thấy gì? Hả? Con heo. Con heo đâu? Ừ. Con heo đâu? Con heo trên xe. Con heo trên xe hả? Con muốn đem heo vô nhà hả? Dạ. Ok. Con heo. I can't be in beside of you. I want to. Con mission. Con muốn ôm heo hả? Dạ. Con heo. Rồi xong rồi, tới nhà đi từ hồi sáng tới giờ. Đi từ hồi mấy giờ ta? Đi từ hồi mấy giờ sáng tới giờ mới về. I never really have to come. I can't be the side. Con heo nó kêu vậy hả? À, heo kêu cò cò. Con chuột nó kêu sao? Con chuột nó kêu sao? Con chuột nó kêu răng hè. Con chuột nó kêu chay chay. Phải không? Phải con chuột kêu chay chay không? Không phải. À, con heo nó kêu khò khò. Còn gà nó kêu sao ta? Gà. Đúng rồi, rồi con chay kêu làm sao? Con chay kêu làm sao? Ọc ọc. À, con chay kêu ọc ọc hả? Rồi mẹ chay kêu làm sao? À, mẹ chay kêu ọc ọc hả? Rồi con hổ nó kêu làm sao? Mu. Mu, mu là con gì? Mu là con gì kêu? Con bò. Con bò. Rồi mẹ uống gì? Này đây, xa phạm. No, con đừng có nói nhảy tay là sai. Nhụy hoa, con nói đi. Nhảy qua nhảy tay. Đúng rồi, nhụy hoa nhảy tay. Tiếng Anh là sao? Xa phạm. Tiếng Anh của nhụy hoa nhảy tay là gì? Xa phạm. Rồi tiếng Việt của xa phạm là gì? Xa phạm. No, tiếng Việt của xa phạm là gì? Tiếng Việt của saffron là nhị hoa nghệ tay. Ok. Giỏi quá đi thôi.